Đầu gói đưa xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 2020. Trong cái video clip ngắn này thì xin trân trọng giới thiệu ba đôi nọ lục bình được làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi và một đôi bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Và phía trong kia là một đôi bằng gỗ chắc Nam Phi. Ở phía trong này còn một đôi gỗ chắc Nam Phi. Thành Nhơn sẽ quay. Tiến ơi, bỏ mấy cái đôn trong kia ra. Tiến, bỏ mấy đôn ra để anh quay cái đôi gỗ chắc luôn. Và bây giờ lần lượt thì sẽ quay từng đôi một để cho các bác xem. Bây giờ và bỏ cái đôn này ra để tí quay luôn đôi gỗ chắc. Video clip quý vị đang xem đang được Thành Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2 tại Văn Cao, Hải Phòng. Và chúng tôi đang trưng bày 4 đôi nọ lục bình rất là to. Đôi bé là 1m6 và đôi to là 1m7, đường kính rất to. Đầu tiên đi vào đôi số 1 là đôi bằng chất liệu gỗ hương đá. Rất là hiếm, nếu mà chọn được một đôi gỗ hương đá mà đẹp không tì vết đẳng cấp như thế này thì phải nói là rất khó, không phải lúc nào cũng chọn được. Rất lâu rồi Thành Luân mới cho ra mắt được một đôi gỗ hương đá cao 1m6 đẹp như này. Giá bán công khai luôn, Thành Luân ghi trên nọ đây, giá bán đôi lọ bằng chất liệu gỗ hương đá thì tôi ghi số 1 đây, bằng chất liệu gỗ hương đá đây, tất ghi là một hương đá 1m6, giá bán 52 triệu, liền khối, tất cả là liền khối và vân gỗ tự nhiên. Riêng cái thằng hương đá thì giá thành nó rất là cao so với cái thằng hương đỏ bên cạnh kia. Thì nên tôi sẽ quay sau. Hương đá 1m6 liền khối, 100% là liền khối. Và phía trong này là đôi số 2 cao 1m7 bằng gỗ hương đỏ Nam Phi, cũng liền khối bằng gỗ hương đỏ Nam Phi, vân rất đẹp. Mà riêng cái phần hương đỏ này thì giá rất là bình dân và Thầy Luân cũng tiện rất là nhiều vì giá rất hợp lý. Và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những đôi nọ lục bình đẹp đẳng cấp như thế này, liên hệ ngay với cả Đồ Gỗ Thành Luân để được sở hữu đôi 1m6, 1m7 bằng gỗ hương đá và hương đỏ và gỗ chắc. Thì trong kia đôi gỗ chắc này rất là nặng, cao 1m7, vân gỗ thì tuyệt đỉnh. Cho lùi ra ngoài một tí thôi, thế được rồi, cho lốt ghi lùi ra tí là nâu bụi đi. Rồi, đây phía trong kia đôi 1m7 bằng gỗ chắc đỏ Nam Phi thì vô cùng giá trị. Đôi chắc đỏ kia thì tí nữa Thành Luân sẽ quay sát sau. Bây giờ đi vào đôi số 2. Đôi số 2 này là cao 1m7, đường kính nó tầm khoảng 50 hoặc 52 đấy, rất là béo, rất là to, rất là đẹp. Vân vèo rất đẹp rồi, vân thì khỏi chê, không tì vết, rất là đẹp bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi và đã được Thành Luân hoàn thiện xong phần PU bóng mờ. Chỉ đợi khách mua và chốt mang về nhà thôi. Và đôi số 3 cao 1m6 cũng bằng gỗ hương đỏ Nam Phi, giá bán công khai 29 triệu, miễn phí vận chuyển 50 km. Và quý khách hàng nào ở gần cơ sở 1 cũng như cơ sở 2 thì có thể đến xem trực tiếp tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và tại cả hai cơ sở Thành Luân đang có rất nhiều lọ trưng bày, riêng tại cơ sở 2 đang có 4 đôi và tại cơ sở 1 thì chúng tôi có hàng chục đôi lọ, đủ các loại kích thước cho các bác về lựa chọn thoải mái. Đôi số 3 là bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi thì giá rất là mềm, rất hợp lý. Lấy cái khăn ướt cái nâu cái đôi đấy đi, ở ngoài này này. Đôi số 3 giá rất là mềm, rất hợp lý, có 29 triệu một đôi thôi. 29 triệu một đôi, số 3 cao 1m6, đường kính là hơn 40, đường kính khoảng 44. Đôi số 3 này rất là đẹp. Mà giá thành rất là hợp lý, rất phải chăng. Cách đấy ít hôm chúng tôi bàn giao hai đôi 1m8 và 1m7 cho một khách hàng ở Kim Thành, Hải Dương và một đôi cho khách hàng ở xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Và hiện tại chúng tôi đang có bốn đôi nọ đang trưng bày tại cơ sở 2 tại Văn Cao, Hải Phòng. Video clip quý vị đã xem đây là Thành Luân quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân cơ sở 2 tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và ngoài những đôi lọ lục bình ra, chúng tôi còn rất nhiều những mặt hàng khác đang trưng bày tại hai cơ sở 1 và cơ sở 2. Và bây giờ Thành Luân sẽ quay chi tiết cái đôi 1m7 bằng gỗ chắc Nam Phi. Đôi 1m7 thì rất là khủng, bằng gỗ chắc Nam Phi thì cực hiếm, không phải lúc nào cũng chọn cái đôi gỗ chắc Nam Phi đẳng cấp như này. Rồi tiến nâu luôn cả lọ kia đi. Vân thì rất là đẹp, cao 1m7, riêng cái chất liệu gỗ chắc này rất là nặng, nặng hơn cả gỗ hương, nặng như đá luôn, nặng kinh khủng luôn. Cao 1m7, đường kính là 50, vân tuyệt đỉnh, vân veo
rất đẹp như các cái sản phẩm bằng gỗ chắc này. Thì Thành Luân có làm nên những cái sập bằng gỗ chắc mà cách đây khoảng 1 năm giao cho một anh khách hàng ở Quảng Ninh đấy, Vân nó cũng y như này, rất là đẹp, bằng gỗ chắc Nam Phi, rất là hiếm, và hương đá đã hiếm rồi nhưng gỗ chắc còn hiếm hơn. Kiếm được đôi gỗ chắc Nam Phi mà lọ như này thì vô cùng độc đáo, vân gỗ thì tuyệt đỉnh. Ở đây là Thành Luân đang quay ở trong nhà, nếu như mà quay ở bên ngoài trời thì sẽ còn đẹp hơn nhà rất nhiều. Thôi làm lốt chiếc này đi, thế thôi, làm lốt chiếc này đi, quay qua thôi để cho các bác đi xem. Và hiện tại đầu gỗ Thành Luân đang trưng bày tại cơ sở 2, còn rất nhiều những mặt hàng như cuốn thư, câu đối, hoành phi, đủ các loại. Các bác nào ở gần cơ sở 2 có thể đến trực tiếp để xem và mua hàng tại hai số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Tại cơ sở 2 chúng tôi đang có trưng bày trên một diện tích là 500m2, cũng rất nhiều các mặt hàng, đủ các mặt hàng, không thiếu mặt hàng gì cả, để cho quý khách ở gần Hải Phòng cũng như là ở thành phố Hải Phòng đến mua và lựa chọn. Đấy, cái đôi gỗ chắc này vân rất là đẹp, cao 1m7, đường kính 50. Và đôi này thì luôn làm cũng lâu rồi, làm từ năm ngoái cơ, để gỗ khô lắm rồi, mà vân thì rất là đẹp. Đây, vân nì rất là đanh gỗ mà rất là nặng, cái chất gỗ này rất là nặng, nặng hơn cả gỗ hương ở nao chân dưới. Vân thì tuyệt đỉnh, rất là đẹp. Vâng, về phía trong này, phía trong này là đôi 1m7, rất là cao, đôi 1m7. Quay luôn cả đằng sau cho các xem. Đấy, cái đôi 1m7 đây, vân gỗ rất là đẹp, cả mặt trước mặt sau tứ diện vân rất đẹp, và toàn bộ là liền khối, liền khối 100%. Và các bác nào muốn đặt những đôi to hơn, ví dụ như cao 2m hoặc là cao 2m2, thậm chí 2m5, Thành Luân vẫn đáp ứng theo yêu cầu. Và những đôi nhỏ hơn như 1m, 1m2, 1m4 thì chúng tôi vẫn có. Mọi thông tin chi tiết, khách có nhu cầu muốn sở hữu một trong những đôi nọ lục bình này thì liên hệ ngay với cả đồ gỗ Thành Luân theo số điện thoại là 0972 770 888 và 0967 110389. Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Là đôi nọ cao 1m7 bằng gỗ chắc này Thành Luân bán với giá là 75 triệu để sở hữu một đôi nọ lục bình bằng gỗ chắc đỏ Nam Phi, vô cùng giá trị. Vân thì tuyệt đỉnh mà rất là nặng, nặng phải gấp rưỡi như cái chất liệu gỗ hương Nam Phi. Thành Luân xin kết thúc video clip tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong video clip sau.